ngày 3 tháng 2, Ban chỉ đạo triển khai nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt Ban chỉ đạo 850, tổ chức hội nghị lần thứ 2 tại thành phố Hồ Chí Minh. Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành 10 trên 22 nhiệm vụ khi triển khai nghị quyết 98. Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua 49 nghị quyết triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, trong đó có 9 nghị quyết triển khai nghị quyết 98 của Quốc hội. Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thông qua 24 nghị quyết cụ thể hóa 19 trên 27 cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền. Thủ tướng cũng phân công Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì, trực tiếp chỉ đạo việc hoàn thiện, trình nghị định của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh. Việc này Thủ tướng đặt chỉ tiêu hoàn thành trong tháng 2 năm 2024. Ngoài ra, giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì, trực tiếp chỉ đạo việc hoàn thiện, trình ban hành nghị định quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái, lắp đặt tại trụ sở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công, hoàn thành trong quý 2 năm 2024. Về hướng dẫn phân cấp việc cấp phiếu lý lịch tư pháp, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tư pháp khẩn trương hướng dẫn phân cấp việc cấp phiếu lý lịch tư pháp cho phòng tư pháp thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận huyện. Thủ tướng yêu cầu, người dân ở đâu thì nơi đó thuận lợi nhất để việc cấp phiếu lý lịch tư pháp, làm sao đơn giản nhất cho người dân, để người dân không mất nhiều thời gian, chi phí. Về phát triển cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, Thủ tướng nêu rõ, cần lựa chọn một nhà đầu tư chiến lược liên doanh với đối tác Việt Nam, để thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam và các cam kết quốc tế, trong đó có các yêu cầu của UNESCO liên quan khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ. Đồng thời, đánh giá tác động kỹ lưỡng môi trường, trình cấp có thẩm quyền trong quý 1 năm 2024. Thủ tướng cũng giao cụ thể nhóm nhiệm vụ liên quan một số dự án cao tốc, trong đó Phó Thủ tướng Lê Minh Khái trực tiếp chỉ đạo xử lý các vấn đề liên quan nguồn vốn cho đầu tư mở rộng cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương trình thủ tục triển khai dự án cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài và đầu tư mở rộng tuyến đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Liên quan tới vụ cháy chung cư mini tại số 37 ngõ 29/70, phố Khương Hạ ở quận Thanh Xuân, Hà Nội làm 56 người tử vong, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội có thông tin đến báo chí về việc xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy. Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chỉ rõ, Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân, Đảng ủy Công an quận Thanh Xuân, Đảng ủy phường Khương Đình các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và các đảng viên liên quan đã vi phạm quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương và thành phố Hà Nội về công tác phòng cháy chữa cháy và quản lý trật tự xây dựng. Ủy ban Nhân dân quận, Công an quận Thanh Xuân và Ủy ban Nhân dân phường Khương Đình có vi phạm trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và trật tự xây dựng. Nhiều công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy và trật tự xây dựng không được xử lý, tồn tại trong thời gian dài nhưng chưa được khắc phục triệt để, không có biện pháp quyết liệt xử lý vi phạm. Đặc biệt, đã để chủ đầu tư nhà số 37 ngõ 29/70 phố Khương Hạ vi phạm nghiêm trọng về trật tự xây dựng và phòng cháy chữa cháy. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội kiểm điểm trách nhiệm và xem xét xử lý kỷ luật đối với các tổ chức đảng, gồm Ban Thường vụ Quận ủy quận Thanh Xuân nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Công an quận Thanh Xuân nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy phường Khương Đình các nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025, Chi ủy Chi bộ Công an phường Khương Đình nhiệm kỳ 2020-2022. Kiểm điểm trách nhiệm và xem xét xử lý kỷ luật đối với 28 đảng viên, trong đó có 6 đảng viên là cán bộ, nguyên cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quản lý. Ngày 3 tháng 2, đoàn lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị, cá nhân trên địa bàn thành phố. Đến thăm, chúc Tết tại Bệnh viện Quân y 7A, đồng chí Nguyễn Hồ Hải gửi đến Ban Giám đốc, cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ, người lao động của Bệnh viện Quân y 7A sức khỏe, hạnh phúc, công tác tốt. Đại tá Trần Hồng Tâm, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 7A, cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ của đoàn lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh. Năm qua,
nhiệm vụ chính của bệnh viện là thu dung điều trị cho lực lượng vũ trang, người dân thành phố và các tỉnh lân cận. Ngoài công tác chuyên môn, bệnh viện còn thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, công tác dân vận, chăm lo mẹ Việt Nam anh hùng, tham gia đi làm nhiệm vụ tại Sudan, vùng 2 Hải quân, vùng 4 Hải quân. Năm 2023, Bệnh viện Quân y 7A đã tổ chức 10 đợt khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho người dân tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, Long An, nước bạn Campuchia. Đến thăm chúc Tết Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Hồ Hải gửi lời chúc mừng năm mới của đồng chí Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đến cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí cũng thay mặt đoàn lãnh đạo thành phố gửi gắm niềm tin, tình cảm, lời chúc mừng năm mới đến đồng chí chỉ huy trưởng cùng cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh. Chúc các đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là chỗ dựa tin cậy cho đảng bộ, chính quyền, nhân dân. Đoàn lãnh đạo cũng đã đến thăm, trao quà Tết cho em Nguyễn Thị Thanh Trúc, diện trẻ em mồ côi tại phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh và gia đình ông Danh Hoàng Lai, diện hộ nghèo tại phường 11, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí hy vọng sự hỗ trợ của lãnh đạo thành phố, của quận, phường sẽ phần nào giúp gia đình đón một cái Tết đầy đủ hơn. Cùng ngày, đoàn đại biểu thành phố Hồ Chí Minh do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc Tết các đơn vị, cá nhân trên địa bàn thành phố, gồm mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Thu, cán bộ chiến sĩ sư đoàn phòng 0367, trung đoàn 230, trung đoàn 276, trung đoàn 294 thuộc sư đoàn phòng 0367, phường 4, quận Tân Bình, bệnh viện truyền máu huyết học, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh. Ông Đặng Xú, sinh năm 1953, ngụ phường 5, quận Gò Vấp, là dân tộc Hoa. Sáng ngày 3 tháng 2, đoàn ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh do Hòa thượng Thích Lệ Trang, trưởng ban trị sự làm trưởng đoàn, đến thăm chúc Tết thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, trưởng ban tổ chức Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh thay mặt thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tiếp đoàn. Thay mặt ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Hòa thượng Thích Lệ Trang bày tỏ tình cảm, trân trọng với sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc và các cấp chính quyền thành phố trong các hoạt động Phật sự, từ thiện xã hội, tạo điều kiện cho tăng ni, đồng bào Phật tử cùng chung tay đóng góp cho sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh và cả nước. Đông đảo tăng ni, Phật tử thành phố Hồ Chí Minh luôn bình tâm, sáng suốt, đồng tâm hợp lực thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Trước thềm năm mới Giáp Thìn 2024, Hòa thượng Thích Lệ Trang gửi lời chúc tốt đẹp đến các đồng chí lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh một mùa Tết an vui hạnh phúc. Đáp từ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc trân trọng gửi lời cảm ơn đến Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và tăng ni, Phật tử sinh sống trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong nhiều năm qua luôn đồng hành, chia sẻ và đóng góp cho sự bình yên, phát triển của thành phố Hồ Chí Minh và cả nước. Đồng chí trân trọng ghi nhận những kết quả tốt đẹp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh năm 2023, trong đó đã thực hiện tốt việc Phật sự, đồng thời góp phần chung vào công tác an sinh xã hội, bảo trợ xã hội và góp phần chăm lo chính sách người có công của thành phố. Điều đó khẳng định đường hướng hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc được cụ thể hóa sinh động từ hoạt động của giáo hội. Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc mong mỏi Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và các vị hòa thượng tiếp tục định hướng, dẫn dắt tăng ni, Phật tử đoàn kết, đóng góp vào các chương trình tại cộng đồng dân cư, vừa đảm bảo xây dựng tình làng, nghĩa xóm ở cộng đồng dân cư và lớn hơn là góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 10 ngày cuối tháng 1, nhiệt độ ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm, khoảng 2,5 đến 3,5 độ C. Đây là thời điểm xảy ra đợt rét đậm rét hại diện rộng, do không khí lạnh cường độ mạnh vừa xảy ra ở miền Bắc, nhiều điểm xuất hiện băng giá, mưa tuyết. Cũng trong 10 ngày cuối tháng 1, nhiệt độ tại khu vực Nghệ An đến Quảng Bình phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm, từ 1,5 đến 2,5 độ C. Khu vực Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế thấp hơn từ 0,5 đến 1 độ C. Trong khi đó, khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận và Tây Nguyên cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1 độ C. Nam Bộ cao hơn từ 1 đến 1,5 độ C. Nắng nóng tiếp tục xuất hiện cục bộ ở Đông Nam Bộ, có nơi có giá trị nhiệt độ cao nhất ngày vượt giá trị lịch sử. Dự báo trong tháng 2 năm 2024, nhiệt độ trung bình trên cả nước tiếp tục phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1 độ C.
Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ít mưa. Trong 10 ngày giữa tháng 2, không khí lạnh có khả năng hoạt động với cường độ xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, có thể gây ra băng giá ở một số nơi vùng núi cao phía Bắc. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ít mưa và khô hạn còn kéo dài. Ngày 3 tháng 2, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Bình cho biết đang rà soát trong hệ thống các ngân hàng thương mại vụ cựu nhân viên một ngân hàng ôm hàng trăm tỷ đồng rời khỏi địa phương. Theo đó, nữ nhân viên ngân hàng Lê Thị Thanh Tê, sinh năm 1987, đã huy động hơn 100 tỷ đồng của nhiều đại gia với lãi suất cao bằng phương thức đảo nợ cho khách hàng, rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Một nạn nhân ở xã Bảo Ninh cho biết, việc huy động vốn để đảo nợ ngân hàng cho khách hàng được bà Tê làm nhiều năm nay và không xảy ra điều tiếng gì. Lãi suất huy động bà Tê vẫn thanh toán đúng như cam kết. Nhóm bạn của nạn nhân cho bà Tê vay trên 100 tỷ đồng, trong đó nạn nhân góp gần 2 tỷ đồng. Cách đây 3 ngày, mọi người liên lạc qua điện thoại thì bà Tê tắt máy, tìm đến nhà thì người nhà nói bà Tê đã rời đi mấy ngày. Hiện dư luận tỉnh Quảng Bình trộn rộn khi hàng trăm người được xem là đại gia như ngồi trên đống lửa khi không được thanh toán tiền. Lãnh đạo ngân hàng nơi bà Tê công tác cho biết, bà này nghỉ việc từ cuối tháng 12 năm 2023 vì tin đồn liên quan đến nợ nần. Ngày 3 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với Phùng Đăng Phi, 31 tuổi, quê Quảng Ngãi, để điều tra về hành vi vi phạm an toàn giao thông. Phi là tài xế lái xe tải 31 tấn lưu thông qua cầu treo, tải trọng 3,5 tấn ở Cà Mau, gây hư hỏng cầu, xảy ra cách nay 3 tháng. Trước đó, sáng ngày 16 tháng 10 năm 2023, Phi điều khiển xe tải lưu thông qua cầu Rạch Ráng, huyện Trần Văn Thời, hướng bờ Bắc sang bờ Nam sông Đốc, làm cầu bị sụp lún, biến dạng thành cầu, hư hỏng nặng. Theo kết quả điều tra, xe tải do Phi điều khiển lưu thông qua cầu có tải trọng 31 tấn. Trong khi đó, cầu treo Rạch Ráng chịu tải được 3,5 tấn, hai bên cầu có gắn biển báo. Sau sự cố, đơn vị quản lý cầu đã cho ngưng lưu thông ô tô, chỉ cho xe máy di chuyển qua lại. Thiệt hại ước tính khoảng 5 tỷ đồng.